Đối với dạng đề số 6 là một dạng đề cô thấy nó rất là thú vị. Và cho đến bây giờ thì rất nhiều người đồng ý với cô là cái cách làm này nó thật là thú vị và nó rất là nhanh. Giải rất là nhanh và rất là đúng. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem dạng đề số 6 của mình là gì. Sắp xếp 4 câu thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Theo nó có mạch văn. Thì bây giờ yêu cầu của đầu bài nó là như thế này rồi. Nó là câu 13 đến câu 15 ở trong đề. Và nó có 3 câu thì chúng ta sẽ ăn chọn được 6 điểm. 6 điểm này rất dễ ăn các bạn. Mặc dù mức độ khó của nó là trung bình. Bởi vì nếu không biết mẹo làm bài thì nó khó, mà biết mẹo làm bài thì nó là dễ các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem cái cách thức mà người ta ra đề là như thế nào nhé. Cách thức là người ta sẽ cho mình 4 cái thứ tự như thế này. Mọi người ta đảo đi rồi, đảo thứ tự đi rồi. Thì bây giờ mình phải sắp xếp lại cho nó đúng thứ tự, đúng mạch văn. Thế thì trong một đoạn văn của tiếng Hàn thì bao giờ nó cũng có câu mở đầu, đúng không? Nó rất là quan trọng, là câu mở đầu, mở bài á. Thế thì việc của mình cần làm đầu tiên á, đầu tiên là mình sẽ tìm câu mở đầu, xem là câu mở đầu của nó là câu ka hay câu na. Nếu mà mình đọc hai câu này và thấy là câu ka nó là câu mở đầu bởi vì nó có tín hiệu của câu mở đầu, vậy thì là gạch bỏ luôn hai phương án sai là phương án 3 4, giữ lại phương án 1 2 và bây giờ mình sẽ tìm câu thứ hai. Tìm câu thứ hai để liên kết nối với lại câu ka mà mình vừa tìm thấy á. Rồi, thế thì xong rồi mình sẽ đọc xem là đọc tiếp là nó là câu na hay là câu la. Đây là một ví dụ thôi nha. Thì mình sẽ đọc xem nó là câu nào là câu thứ hai tiếp theo câu chủ đề. Nếu như mà mình phát hiện ra là đây rồi, câu na với lại câu ka này nó có liên kết với nhau, nó sẽ là đi cùng với nhau được đây, thì mình sẽ chọn luôn đáp án của mình là câu số 2, đúng không? Vậy là xong. Nhiều khi nhiều đề dễ, các bạn chỉ cần đọc đến 3 câu là đã ra được đáp án. Và dễ nữa là 2 câu thôi là nó cũng đã ra đáp án rồi. Bởi vì cái cách người ta ra đề là như thế này. Thế nhưng mà nhiều khi thì đề nó ra khó hơn thì chúng ta sẽ phải đọc 4 câu. Tùy thôi. Nhưng mà cái tip làm bài của chúng ta là sẽ là tìm câu chủ đề, rồi tìm câu thứ hai, đúng không? Tìm câu chủ đề, rồi gạch bỏ hai phương án sai, rồi tìm câu thứ hai, rồi gạch bỏ nốt phương án sai còn lại, đúng không? Thế nhưng mà từ từ đã, để mình nói tiếp là tip của chúng ta, tip số 2 của chúng ta là tổng kết các cụm từ không thể xuất hiện ở câu mở đầu và các cụm từ có thể xuất hiện ở câu mở đầu. Đấy, các bạn sẽ phải học những cái gì không thể xuất hiện ở câu mở đầu, cái gì có thể xuất hiện ở câu mở đầu. Thì những cái mà không thể xuất hiện ở câu mở đầu chính là những cái gì? Những cái từ liên kết câu với câu, vì thế cho nên, hay là tuy nhưng. Những cái đấy là nó yêu cầu đòi hỏi một cái câu đứng đằng trước nó, cho nên nó sẽ không thể là câu mở đầu được. Rồi là những cái mà có thể đứng ở câu mở đầu chính là những cái gì? Đưa ra một hiện tượng, một sự kiện mới gần đây. Ví dụ là yuzum, là gì? Chuegune. Đấy, nó đưa ra một cái hiện tượng mới, hoặc là hiện tượng gần đây, hoặc nói về một cái tình huống nào mới, hoặc là giải thích một sự việc mới, thì nó sẽ có thể xuất hiện làm câu chủ đề được. Đấy, câu chủ đề mà trong tiếng Anh mình gọi là topic sentence, đúng không? Đấy, thế thì mình sẽ tìm câu chủ đề bằng cách như vậy. Thường nó sẽ xuất hiện như vậy. Thì ở trong khóa topic của cô đã nói rất kỹ rồi, khóa gấp 3 ấy. Đây là chỉ là nhắc lại, ôn tập lại cho các bạn. Nhưng mà có một rắc rối, đấy là nếu như mà các bạn theo cái tip này thì từ trước đến giờ nó vẫn đúng, nó vẫn đúng, nhưng mà người ta nhận ra rằng là thí sinh đang áp dụng cái tip này quá hiệu quả. Nó đúng quá đi mà nó lại trả lời rất là nhanh. Thế cho nên là cách ra đề của người ta đã thay đổi đi một chút xíu. Thay đổi đi một chút xíu như thế nào? Thì là như thế này, bây giờ người ta sẽ làm cái gì mình? Người ta sẽ nối với nhau bằng từ vựng nhá. Nó không, tín hiệu của nó không lồ lộ ra cho các bạn nữa đâu. Tín hiệu người ta sẽ giấu đi. Nó sẽ khó nhận ra tín hiệu hơn. Và cái tín hiệu này người ta đã cho mình bằng cái khác. Nó không phải là 그래서 nữa. Nó không phải là 그런데, là những cái mà dễ dàng nhận biết nhất. Tức là cứ khi nào mà có câu này thì có từ này thì nó không phải câu chủ đề, đúng không? Đây là tín hiệu dễ nhận biết. Nhưng bây giờ người ta giấu tín hiệu đi, người ta không cho mình biết những cái này nữa, đúng không? Thế thì người ta nối bằng cái gì? Người ta nối bằng từ vựng các bạn ạ. Nối bằng từ vựng. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là người ta làm gì?
người ta sẽ cho mình cái câu chủ đề nó hơi bị mơ hồ nhập nhằng một chút, đúng không? Thế thì việc của mình là sẽ phải làm thế nào? Sẽ có cách cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử giải đề của câu kỳ 36 này nhá. Kỳ 36 câu số 13. Đây là một đề cũng tương đối là điển hình, tại vì nó có cái mà để cô nói cho các bạn. Cô đã cố tình chọn những cái câu ví dụ không trùng lặp với lại khóa topic cấp 3 để cho các bạn luyện tập thêm. Đấy, thế nên là cố tình chọn vào những cái câu mà không lặp lại. Rồi, ở câu này thì chúng ta sẽ thấy là na và tha đúng không? Bây giờ na tha đi. Na tha nào, bây giờ mình đọc câu na. 생일날 미국 생일날 미역국을 먹을 때면 어머니 생각이 난다. Rồi, bây giờ câu la nào. À, câu tha chứ nhầm. Câu tha. 한국에서는 생일뿐만 아니라 đọc lại nhé. 한국에서는 생일날뿐만 뿐 à, thôi coi cho cô đọc lại một tí. 한국에서는 생일날뿐 아니라 아이를 낳은 후에도 미역국을 먹는다. Vậy mình chưa đủ căn cứ để mình chọn câu nào là câu chủ đề trong hai câu này, bởi vì cả hai câu này nó đều nói lên một sự thật, một cái phong tục quán đúng không, một cái điều mà sự thật đối với bản thân tôi. Thế nó chưa đủ căn cứ. Vậy thì mình làm thế nào với cái câu này? Với câu này mà cứ làm theo cái tip mà cô vừa nói lúc nãy thì nó sẽ rất là khó để xác định câu chủ đề cho các bạn, đúng không? Thế thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ tìm tín hiệu về từ vựng các bạn. Và tín hiệu tiếp theo mà cô có thể nói cho các bạn đấy là tìm cặp câu. Tìm cặp câu, hai cái câu này nhất định nó phải đi cùng với nhau. Thì các bạn hãy tìm cặp câu và đối chiếu vào bốn phương án lựa chọn. Thế là các bạn sẽ ra, đúng không? Vậy thì cặp câu nào nó đi vào với nhau? 그래서 어머니는, nên các bạn nhìn từ vựng người ta bây giờ người ta nối với nó bằng gì? Từ vựng các bạn. 그래서 어머니는 우리 형제 다섯을 낳을 때마다 미역국을 드셔야 했다. Rồi, 그 때문에 어머니는 지금도 미역국을 별로 좋아하지 않으신다. Vậy là nó nối với nhau bằng từ vựng. Ở đây cô đang phân tích với các bạn cái việc là khi mà sinh đứa trẻ, sau khi sinh đứa trẻ cũng ăn canh rong biển đúng không? Và việc sinh năm anh em chúng tôi, đây là những cái mà gì, nó nối với nhau bằng từ vựng các bạn. Đó, thế cho nên là cặp câu của chúng ta nó sẽ phải là cái gì? Câu thà trước, rồi câu là sau, rồi đến câu khà. Vậy là ba cái thằng này nó sẽ phải đi cùng với nhau. Đây là một ví dụ điển hình cô chọn ra, thì là nó sẽ phải đi cùng với nhau. Thế bây giờ mình sẽ nhìn cái này, nó đi cùng với nhau như thế này thì nó ở đâu? Nó đã xuất hiện ở đâu các bạn? Nó có xuất hiện ở đâu không? Có xuất hiện đâu? Câu 3 không có đúng không? Câu 4 có không? Câu 4 không, sai ở cái vị trí này. Câu 2 có không? Câu 2 mình xem. Cũng không luôn. Vậy là chỉ còn có câu 1 đúng không? Nó có cái thứ tự này mà thôi. Đấy, nó có thứ tự này. À, vậy là câu na này. Nếu như các bạn phát hiện ra được cái cặp câu ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cặp câu này nó xuất hiện, nó phải đi cùng với nhau. Đấy là điều thứ nhất. Thì mình so sánh đối chiếu vào bốn phương án lựa chọn. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái câu na ở trong đề này, nếu mà các bạn vứt nó chen vào giữa thì nó sẽ không đúng mạch văn. Chen ở cuối thì nó cũng không đúng. Nó nhất định nó phải đứng ở đầu thì mới là hợp lý, đúng không? Thì bây giờ mình đã khẳng định được cái câu chủ đề của mình nó phải đứng ở đầu. Bởi vì là gì đấy? Mỗi khi mà đây, mỗi khi mà ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật thì tôi đều nhớ đến mẹ của tôi, đúng không? Đều nhớ đến mẹ của tôi. Và tiếp theo là câu thả, đúng không? Nó giải thích là vì sao mà nhớ đến mẹ, đúng không? Vì sao mà nhớ đến mẹ? Đấy. Và đây là cái tip mới mà cô nhận ra, đấy là chính là tìm cặp câu các bạn. Khi đi thi, đôi khi người ta sẽ không đưa thẳng cho bạn là câu chủ đề. Từ trước đến giờ á, là người ta sẽ cho bạn câu chủ đề giống như thế này đúng không? Nó chỉ cho chọn trong thà hoặc na đúng không? Chỉ một trong hai câu này. Bây giờ người ta chơi khó mình hơn là trong bốn phương án lựa chọn nó xuất hiện cả bốn luôn, nó xuất hiện cả bốn luôn thì làm thế nào? Thì mất công đọc cả bốn phương án lựa chọn đúng không? À, mất công đọc cả bốn câu. Thế cho nên là cách của chúng ta lúc này đấy chính là gì? Tìm cặp câu nó liên kết với nhau là một. Tip thứ hai nữa mà cô phát hiện ra được đấy là các bạn thay vì, nếu mà xác định câu chủ đề khó quá thì bây giờ chúng ta xác định câu gì? Câu kết luận.
câu kết luận của nó thường là những cái câu mà tóm ý. Tóm ý, vì thế nó có cái ưu điểm là như thế này, vì thế mà đến cuối cùng thì mẹ vẫn không thích canh răng biển, tức là nó có mang cái tính chất của sự kết luận. Và sau đấy mình lại cũng đối chiếu vào bốn phương án lựa chọn xem là có, nó có ở đâu không. Thì đối với cái đề này các bạn thấy cái câu kết luận của chúng ta nó là câu mấy? Câu kết luận của chúng ta nó là câu khà, đúng không? Câu khà thì nó chỉ có xuất hiện ở vị trí này và vị trí này thôi, đúng không nào? Thế thì với cái suy luận logic của mình là cặp câu và câu kết luận này thì mình sẽ thấy là câu 1 là đáp án đúng của chúng ta đấy. Ừ, tức là mình suy luận logic thì có rất nhiều cái bằng chứng, đúng không? Có rất nhiều bằng chứng căn cứ để chúng ta suy luận được cái câu sắp xếp, cái dạng đề sắp xếp câu này. Thì tùy từng cái đề mà người ta ra mà chúng ta sẽ áp dụng cái tip nào, đúng không? Sẽ áp dụng cái tip nào? Tip thứ nhất là gì? Tìm câu chủ đề. Đấy, nếu mà khó tìm câu chủ đề thì chúng ta tìm cặp câu rồi so sánh vào bốn phương án lựa chọn. Sau đấy thì nếu như mà để chắc chắn về câu trả lời của mình, hãy tìm câu kết luận. Câu kết luận xong rồi so sánh với bốn phương án lựa chọn, nó nằm ở đâu, chỉ xuất hiện ở đâu, đúng không? Để chúng ta chắc chắn về câu trả lời của mình. Đấy.